Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Viva Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để xem với cả nhà món Korean BBQ thịt bò nha cả nhà. Đây, mình có thịt bò mình đã sắp sẵn rồi, mình bỏ vô đây một miếng củ hành với lại củ tỏi đó. Giờ mình bỏ vô mình ướp nước nha cả nhà. Rồi xong mình cho vô xíu bột ngọt nè. Muối thì ít thôi nha, chút xíu muối. Và bỏ vô đường nha cả nhà, cái vị nó hơi ngọt chút. Đó, mình bỏ đường nha. Cả nhà có đường vàng nó bỏ đường vàng vô nó ngon, rồi mình bỏ tiêu nè. Mình bỏ vô đây khoảng một muỗng dầu hào nha. Không, mình quên cái phần quan trọng. Mình cho vô đây ba cái, mình mua thêm cái sốt Korean BBQ sốt nữa cả nhà. Nhưng mình ướp như vậy là mình khỏi cần, nhưng mà mình muốn cho nó đậm đà thêm á, mua ở chợ, mấy cái chợ Việt Nam chợ nào cũng có bán nha cả nhà. Cho nó thấm nha cả nhà. Rồi mình sắc thêm nè, đậu hành nè. Để mình để qua đây cho anh. Mình bỏ vô đây không? Thì không có rau củ gì nhiều nha cả nhà, để mình bỏ bên đây qua đây cho nó loãng hết đi, mình cho cả nhà thấy luôn. Không, cái này mình còn lại một phần. Rồi mình xài cái này là dưa Mỹ, rau mướp Mỹ cả nhà. Thank you.
sách tương tự hết nấm mà mua cũng hợp nấm đó. Còn đây là măng tây nè, mình ăn với măng tây nữa nha cả nhà. Măng tây mình đã rửa sạch, mình cắt khúc 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 hết trơn rồi đó. Trong khi chờ đợi cái gia vị nó thấm nữa đó, thấm chút xíu đi. Bây giờ mình pha, mình chỉ cả nhà cái cách mà pha sốt nha cả nhà. Theo như mình ăn á, thì mình thấy mình pha như vậy nó ăn rất là ngon. Phở mắc công mình mua ở chợ nó cũng có bán, nó bán hình như hũ nhỏ nhỏ thì 5-6 đồng gì á, còn hũ lớn thì 7-8-9 đồng gì mình không biết, nhưng mà ở nhà thì mình pha theo cách như thế này. Đây là cái nước sốt chua ngọt đó. Cái sốt chua ngọt mình mua ở mấy cái chợ Việt Nam hay bán á. Bây giờ mình pha đi nha, bỏ đi nha cả nhà. Mình pha theo kiểu này ăn cũng ngon. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Sốt nào cũng được, tùy theo cái sốt chua ngọt mình thích mình mua nha. Mình cho mình chấm mình ăn. Ở đây là tương ớt nha cả nhà. Tương ớt không phở đó. Một muỗng. Hai muỗng. Ba muỗng nha. Cũng ba muỗng luôn. Đây là dầu mè nha. Đặc biệt chỉ pha với đường thôi nha cả nhà. Mình cho vô đây hai muỗng cà phê đường á. Bắt đầu mình hòa tan lên. Cả nhà cứ nêm, nếu mà nó ngọt có ngọt mà cay cay có vị chút xíu chua thôi là được rồi. Rồi đó, bắt đầu bây giờ nha, mình bật lửa lên nha cả nhà. Rồi mình chuẩn bị mình ăn món thịt bò curry barbecue nè. Mình bỏ gia vị vô trong một cái dăm. Bật bún thơm nha thôi. Bật lớn lên luôn nha. Bật lớn lớn. Thank you.
măng nữa cả nhà, ăn ngon lắm. Cái món này mình có thể ăn với kim chi nữa nha. Mà kim chi hôm nay mình hết rồi, mùa này mình không có ra đường, đã gặp hết nữa mà mình chưa có làm, chưa có làm được nữa cả nhà. Bữa nào mình cũng biết làm luôn, bữa nào mình có dịp á mình xe với cả nhà làm kim chi ăn tại nhà nha cả nhà đó. Thơm quá luôn á cả nhà. Mình bỏ lên để mình bỏ thêm rau đi. Mình thích ăn rau củ rồi, da rau củ rồi á, nó cháy ngon ngon lắm luôn á. Mình bỏ thêm đi. Giống như ăn tiệm quá hả? Dạ, một món ăn đơn giản cả nhà, nhanh gọn luôn nữa. Trong cái mùa corona này nè, mình ở nhà mình có thể một lần một mâm gọi barbecue này mà cho cả nhà cùng ăn. Ngon ghê, thơm quá luôn. Ở nhà muốn ớt nó thấm thì để khoảng 15-20 phút là nó thấm thôi. Muốn ăn liền cũng chẳng sao. Ở thịt bò nó dễ thấm là nó dễ chín nữa. Chín rồi phải không? Dạ, nó đã chín rồi cả nhà. Chín rồi. Đó. Nhỏ này nó chín rồi chứ. Tôi dặn đó thì chút. Tôi dặn nhiều. Nhưng mà thường này là phải dặn nhiều lắm. Lớn, nó cháy trái, dặn như nó có mùi nè. Có mùi nó cháy trái. Cái mùi lửa là sao, mùi lửa mà than thì mình biết nữa, ăn nó ngon ha. Mình mở chỉ cần chút xíu đơn rồi ha. Chờ mình chín rồi mình ăn thử cho cả nhà. Cái hương vị cho cả nhà nghe ha. Để đôi đũa nha. Để đôi đũa. Để đôi đũa với cái chén hay cái đậu hành rồi cũng vậy, nó cháy lên nó chín rồi ăn thơm lắm luôn. Bây giờ để mình thử cái này xem. Thịt bò này đã chín luôn rồi, thịt bò đã chín rồi, đây đã chín rồi đó. Đây mình không có món, mình bỏ vô đây với nước sốt, mình thử nước sốt luôn nha cả nhà. Tính ra mình bấm miếng cải ha, nhưng mà thôi để mình thử miếng thịt bò nữa. Nếu như nó chín hết, nếu kia kìa. Cái này hả? Ừ. Mắc tỏ quá ta. Trời ơi. Mình không thấy, nhà mình mới ăn mà là phải thấy kiếm. Để có kiếm chứ. Dạ. Ngon quá đây nè. Bây giờ cái món còn riêng barbecue mình đã hoàn thành ở nhà cả nhà.
Cuối cùng chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mong cả nhà hãy vào video clip của Vivian Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều.